Nhật Động Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Rai Cẩm Mỹ Đồng Nai, số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo, bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên sẽ lên sóng giới thiệu đến anh em một siêu phẩm máy cơ xích, hàng của Sirui Shop 1036S nha mọi người. Thì đời này được kính bê tông là 40 ly, dành cho anh em sử dụng cắt gia đình làm nhà vườn nhé. Đó. Em này thì 35,2cc, đó, nặng 4,1kg đầu không, đầy đủ lam xích là 5kg mấy nha mọi người. Đó, có các bộ phận chức năng như trợ lực này, trợ lực lớn nha, nó kéo nhẹ là nổ thôi, chốt e tự động này, núm bơm xăng phụ nha mọi người. Đó, đầy đủ các chức năng anh em sử dụng gia đình rất là ngon nha. Đó. Lam em này được sử dụng lam tổng độ dài 40cm, khoảng cách cắt được còn 35. Đó, lam xích là đẹp như mới. Các đầu rãnh chưa bị dập đầu và chưa bị tè đầu lam. Đó. Vẫn còn nguyên đất sơn. Ốp lam kiểu này được sử dụng ốp lam 2 ốc này, vận trực tiếp bằng khóa 13. Đó, các tem mạc bên phía mặt ốp vẫn còn rất là đẹp nha. Cực kỳ là sáng luôn. Đó. Và tăng xích nằm đằng trước này. Lốc mặt tiền đây nhậu rồi. Trời ơi, rất là mới. Độ chảy chuộng không bao nhiêu nha. Mã số seri của máy đây. 001-2212, Make in Japan, hàng chuẩn của Nhật Bản nhé. Các tem thương hiệu này, hàng của thương hiệu Shock, dài rất là ngon, ổn định nha mọi người. Và hàng Sinoway đặc biệt dài rất là lì, anh em sử dụng ra đây là cực kỳ dễ nổ, cắt rất là mạnh luôn, hạ gốc cây thoải mái nha. Nhìn phía hộp giật đẹp long lanh. Bên cạnh hộp giật được thiết kế hai bình nắp chứa nguyên liệu. Đằng sau nắp màu đỏ này là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt, còn đằng trước nắp màu đen là bình chứa nguyên liệu nhớt thải bôi trơn lam xích mọi người. Giá của em này là 2.800.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng nhé. Nhích nhẹ là nổ. Những chú nào có tuổi mình sử dụng em này rất là ngon ha, xài gia đình cực kỳ đã luôn. Nhéo nhẹ lên là nổ nha. Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0988628901 để đặt hàng nhé. Số điện thoại có Zalo nhé. Anh em muốn xem chi tiết hình ảnh video thì nhắn tin qua Zalo, em sẽ gửi hình ảnh cho mọi người xem nhé. Anh em xem video nhớ bấm like video và đăng ký kênh đó, và bật chuông thông báo nhé để nhận được những cái video mới nhất từ cửa hàng. Bên em chuyên cung cấp những cái máy đẹp nhất để đăng lên cho anh em tham khảo về dòng máy cưa xích Nhật bãi ha. Anh em nào kết em này nhắn qua liền cho em ha.